Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, sau trận mở màn AFF Cup 2020 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0, truyền thông đã ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Lào bằng những mỹ từ có thể nói là hơi quá đà. Nhưng xét cho cùng thì đó là kết quả hiển nhiên phải đến. Dẫu vậy thì giới chuyên môn cũng có thể nhìn được nhiều điểm tích cực ở đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận thắng nhẹ nhàng này. Cho đến trước khi đá trận mở màn với đội tuyển Lào ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã trải qua chuỗi 7 trận thua liên tục. Đó cũng là kỷ lục thua trận dài nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và có lẽ là cũng là trong lịch sử của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chính kết quả không tốt ấy đã phần nào tạo ra bầu không khí không thực sự thoải mái ở đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận các học trò của ông gặp đôi chút vấn đề về tâm lý. Trong bối cảnh ấy, một chiến thắng được coi là sẽ giúp cho Công Phượng và các đồng đội xả áp lực và gặp phải một đối thủ nhẹ ký như là đội tuyển Lào, thật là đúng lúc với đội tuyển Việt Nam. Không cần phải bung hết sức mình, không cần phải tung ra đội hình mạnh nhất, nhà đương kim vô địch vẫn giành chiến thắng một cách dễ dàng. Thắng lợi ấy là cú hích tinh thần cho toàn thể đội tuyển Việt Nam. Với nhiều cá nhân thì những gì họ làm được trong chiến thắng 2-0 ấy còn có giá trị của riêng cho bản thân họ. Điển hình nhất đó là Phan Văn Đức phải hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ khi mà chơi mờ nhạt ở vòng loại World Cup 2022. Cầu thủ người Nghệ An này đã phải đối mặt với sức ép rất lớn. Nhưng trước đội tuyển Lào, tiền đạo cánh này đã ghi được một bàn thắng và được bình chọn là cầu thủ hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đó. Tất nhiên như đã khẳng định, đội tuyển Lào là đội bóng khá yếu cho nên việc ghi bàn không phải là chuyện gì quá to tát với các cầu thủ Việt Nam. Nhưng với một cầu thủ đang bị bủa vây bởi áp lực thì những gì đã thể hiện là một sự khích lệ rất lớn không nặng nề như phan văn đức nhưng công phượng cũng đã phải chịu những lời ong tiếng ve sau một thời gian tịt ngòi pha lập công vào lưới của đội tuyển lào cũng đã phần nào giúp cho chân sút này giải tỏa nỗi niềm phải hứng chịu trong thời gian qua huấn luyện viên park hang seo chắc chắn cũng đã có những thử nghiệm đội hình để tìm ra những phương án dự phòng cho những vị trí trọng yếu trong thời gian qua đội tuyển lào là thời cơ để cho đội tuyển việt nam kiểm nghiệm và đánh giá lại những sự lựa chọn trước đội tuyển lào vị chiến lược gia người hàn quốc đã không sử dụng đội hình mạnh nhất Điều này vừa giúp cho một số trụ cột phải cày ải liên tục trong thời gian qua như Quế Ngọc Hải hay Quang Hải có thời gian để dưỡng sức. Nó cũng giúp cho những trụ cột này có thể tránh được những rủi ro về thẻ phạt hay chấn thương có thể xảy ra. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng còn một mục đích khác, đó là kiểm nghiệm phương án thay thế. Quế Ngọc Hải chưa vắng bất cứ một trận nào ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng như là vòng loại thứ ba vừa qua, nhưng sẽ bị treo giò ở lượt trận tới gặp Australia việc bố trí thành trung để thay thế cho quế ngọc hải có lẽ cũng không ngoài mục đích tìm sự kết dính và trao cơ hội nhiều hơn cho thành trung trước khi đưa ra quyết định anh sẽ trở thành người thay thế cho quế ngọc hải ở vòng loại world cup sắp tới ở vị trí thủ môn thì lại là trường hợp khác so với đặng văn lâm thì tấn trường dường như là không tạo ra được sự tin tưởng tuyệt đối những ồn ào vừa qua về việc sử dụng mạng xã hội cũng đã buộc ông park phải lên tiếng thế nên không có gì bất ngờ khi mà nguyên mạnh đã được bắt chính ở trận gặp đội tuyển lào có lẽ là ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam muốn thử thách cho người gác đền này để có thể đánh giá một cách xác thực nhất trước khi quyết định sự lựa chọn số 1 trong khung thành cho chặng đường đầy trông gai hơn ở phía trước. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên theo quan điểm từ phía huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thì đấy chưa phải là trận đấu để đưa ra những hình dung về đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chơi như thế nào ở trận kế tiếp. Mọi bất ngờ sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc tạo ra ở những trận tiếp theo. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đội tuyển Việt Nam có đến 4 đến 5 sự thay đổi so với bộ khung đá chính tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Không phải vô cớ mà huấn luyện viên Park Hang Seo có những sự thay đổi như vậy. Tôi cho rằng bản thân ông Park đã biết đội tuyển Lào là đội tuyển yếu và họ đúng là yếu thật. Họ chỉ có một cầu thủ chơi tốt, đấy là Billy Ketkelew Thế nhưng một mình cậu ta thì không thể gánh phần còn lại của đồng đội ở trên mặt trận tấn công. Thành ra là chỉ cần khóa được tiền đạo này thì Lào gần như là bế tắc hàng phòng ngự của đội tuyển việt nam đã chơi tốt và chắc chắn điều đó không ngạc nhiên khi họ đã đương đầu với những đối thủ tấn công hàng đầu châu á các cầu thủ lào không có nhiều cơ hội để ghi bàn và họ cũng lép vế trong việc kiểm soát bóng chúng ta để ý các học trò của ông park nắm giữ thế trận nhưng có những quãng thời gian thì họ bế tắc trong tấn công theo tôi thì nguyên nhân đến từ việc là chúng ta vốn chỉ chơi phòng ngự phản công trước những đối thủ mạnh hơn nay trở lại sân chơi đông nam á việt nam là đương kim vô địch lại gặp phải những đội bóng ngang hàng hoặc là yếu hơn thì chúng ta lại phải nằm ở cửa trên. Rõ ràng là từ việc chơi phòng ngự chuyển sang áp đặt lối chơi trước các đối thủ là không phải dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều. Trận gặp đội tuyển Lào, cầu thủ của họ không hay nhưng cách tổ chức lối chơi phòng ngự đã khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc đưa bóng đến gần cầu môn. Ở thời điểm này, đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ có thể tạo ra sự đột biến như Hoàng Đức và Tấn Tài. Họ đang mang đến những nhịp điệu mới. Tôi thích Hoàng Đức, cậu ấy chơi trận nào cũng ổn định và tạo ra sự khác biệt vắng hùng dũng là một điều đáng tiếc nhưng với hoàng đức thì chúng ta có thể yên tâm phần nào như tôi đã nói ở trên thật khó để nói được tất cả những vấn đề sau trận đấu với đội tuyển lào đơn giản họ không phải là đối thủ giúp cho chúng ta có thể bộc lộ ra điểm yếu chỉ khi gặp malaysia thì mới có thể thấy được bức tranh rõ hơn về đội tuyển việt nam lúc ấy thì chúng ta mới biết được hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên park hang seo khi trở lại sân chơi đông nam á thì có những thay đổi gì các cầu thủ có thể trạng ra sao tôi nghĩ rằng huấn luyện viên park hang seo sẽ có những điều chỉnh bởi trận đấu với malaysia và indonesia sẽ có ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp tôi vẫn đặt niềm tin vào đội tuyển việt nam vì chúng ta đã trưởng thành vượt bậc các cầu thủ bây giờ có trình độ cao và đặc biệt là sự đoàn kết chiến đấu chúng ta cũng phải nhắc đến tinh thần của đội tuyển nhiều người nói rằng các cầu thủ việt nam không bị sức ép như là khi thi đấu ở tại vòng loại world cup nhưng tôi không cho là như vậy trở về sân chơi đông nam á với vị thế của một nhà đương kim vô địch thì đội tuyển nào cũng sẽ quyết tâm đấu với việt nam cả Họ sẽ chơi với thế cửa dưới, còn chúng ta thì không có nhiều sự lựa chọn. Tôi ủng hộ đội tuyển Việt Nam và tin rằng họ sẽ thành công ở giải đấu này. Huấn luyện viên Park Hang Seo nói rằng ông hài lòng với trận gia quân thắng đội tuyển Lào như là một cách lên dây cót tinh thần cho các học trò và cũng mong rằng học trò nhanh chóng quên đi chiến thắng đấy bởi việc qua mặt một đối thủ nhẹ ký không phải là một vấn đề lớn. Thậm chí là những người khó tính hơn còn so sánh 6 trận gần nhất đều thắng Lào từ 3 đến 5 bàn thì cuộc tái đấu chỉ có hai bàn là quá ít ỏi và chưa đã mắt. Cái cách mà ông Park không nhắc nhiều đến trận thắng Lào không chỉ là chuyện đương nhiên, mà còn là vừa muốn cầu thủ không bận tâm nữa và hướng họ đến những mục tiêu sẽ chinh phục còn ở phía trước. Ông thầy người Hàn Quốc cũng không chỉ ra những mặt còn hạn chế của các học trò, dù chắc chắn là sẽ rút kinh nghiệm nhiều về khả năng phá vỡ tuyến phòng ngự bê tông của đội tuyển Lào. Ông chắc chắn cũng đã ghi sổ những tình huống để cho các cầu thủ Lào phản công và suýt nữa thì an bàn, thế nhưng nhờ sự xuất sắc của Nguyên Mạnh đã kịp thời cản phá. Ông đã lường trước được nhiều đội bóng khi gặp nhà đương kim vô địch thì luôn tìm cách thủ chặt và phá lối chơi nhằm không thua bằng mọi giá. Mặt tích cực nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận mở màn AFF Cup là bảo toàn lực lượng và năm vị trí thay thế ở đội hình quen thuộc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vẫn có một chút luyến tiếc về pha sút hỏng phạt đền của Văn Thanh, nếu không thì đội tuyển Việt Nam đã nhảy lên chiếm ngôi đầu ở bảng B hơn cả Malaysia. Có lẽ vì thế mà ông thầy người Hàn Quốc sớm đánh giá trận tiếp theo của đội tuyển Việt Nam chạm trán với đối thủ lớn Malaysia chẳng khác gì trận chung kết bảng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đề cao cuộc đụng độ này để cho các cầu thủ luôn tập trung chơi hết mình và nếu như vượt qua chướng ngại này thì gần như là đã đặt một chân vào bán kết. Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là có đến 5 ngày nghỉ ngơi trong khi Malaysia thì phải mất sức tìm chiến thắng trước Lào vào ngày 9 tháng 12 thì mới có thể tính toán đến trận gặp nhà đương kim vô địch vào ngày 12 tháng 12. Trong năm cuộc gặp gỡ gần nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng thắng đồng nghiệp Tan Chen Ho đến 4 lần, nhưng vẫn luôn thận trọng và tôn trọng đối thủ rất nhiều trong 90 phút tiếp theo có tính chất quyết định. Ông thầy người Hàn Quốc cũng không ngần ngại chơi bài ngửa với Malaysia khi thừa nhận rằng sẽ không thay đổi chiến thuật, đồng thời đã nghiên cứu đối thủ quen mặt kỹ hơn sau trận ông Tan Chen Ho giúp các học trò thắng Campuchia 3-1. Đá thắng đội tuyển Lào mới chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng của đội tuyển Việt Nam, cho nên chẳng có gì phải ầm ĩ như là cách nhìn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi ông thừa hiểu rằng khó khăn của cuộc chơi vẫn còn ở phía trước. Ở bảng A thì Thái Lan cũng có trận mở màn với chiến thắng nhẹ nhàng trước Timor Leste, gặp đối thủ yếu nhất bảng, thế nhưng cả hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2020 là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có những trận thắng cách biệt không lớn. Tuyển Thái Lan là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu tầm Đông Nam Á, dù rằng ở giai đoạn thăng hoa hay là bị khủng hoảng. Tại AFF Cup 2020 thầy trò huấn luyện viên Alexander Poking đã chuẩn bị kỹ càng khi triệu tập nguồn lực mạnh nhất nhằm tranh đoạt cúp vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam. Giàn sao đang chơi bóng ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Therathon Bunmathan hay Tharawat đều có tên. Chanathip thậm chí còn chủ động xin câu lạc bộ chủ quản là Consadole Sapporo của Nhật Bản để tạo điều kiện tập trung sớm cùng với đội tuyển. Tâm thế chuẩn bị của Thái Lan lúc này rất khác so với hồi AFF Cup 2018 khi mà cựu huấn luyện viên Milovan Rajevac đã không gọi những cầu thủ đang chơi bóng ở J-League. Dù vậy, càng mang binh hùng tướng mạnh thì màn trình diễn của Thái Lan càng để lại nỗi thất vọng. Gặp Timor Leste, đội tuyển tí hon thủng lưới tới 18 bàn trong 3 trận gần nhất và không chơi trận đấu chính thức nào suốt 2 năm qua, nhưng Thái Lan vẫn chỉ chơi bế tắc suốt hiệp 1. Đội bóng của huấn luyện viên Mano Poking cầm bóng áp đảo Timor Leste với 83% thời lượng và tổ chức tấn công dồn dập. Nhưng từ Supachok Sarachat, Terasinanda cho đến Titipan Puangchan đều tỏ ra vô duyên trước khung thành của đối phương. Cầu thủ Thái Lan có phẩm chất kỹ chiến thuật tốt nhưng xử lý chậm chạp, lệch nhịp ở những pha bóng cuối. Có cảm giác như là họ vẫn vừa phải chạy vừa xếp hàng với cách chơi của huấn luyện viên mới. Thái Lan chỉ vươn lên ở trong hiệp 2 khi cầu thủ vào sân thay người là Patumphon lập công trước khi Supachok ấn định chiến thắng với một pha vô lê đập người hậu vệ Timor Leste đổi hướng. So với chiến thắng 7-0 trước chính Timor Leste 3 năm về trước, màn trình diễn của Thái Lan nhạt nhòa hơn nhiều. Huấn luyện viên Poking thì nói rằng 3 điểm vẫn là quan trọng nhất. Báo chí Thái Lan cũng đồng cảm với việc này khi cho rằng là đội tuyển có biệt danh voi chiến cần phải có thời gian để ngấm lối chơi của huấn luyện viên mới. Tuy nhiên, AFF Cup là một giải đấu ngắn hạn Huấn luyện viên Pokin cũng ký hợp đồng ngắn hạn với mục tiêu là vô địch AFF Cup 2020 bằng mọi cách có thể. Ông có rất ít thời gian để xây dựng đội bóng mà phải tận dụng nguồn lực tốt nhất để vô địch. Bản thân ông Pokin cũng hiểu điều đó, thế nhưng ông đã chấp nhận cuộc chơi. Khác với ông Pokin, huấn luyện viên Park Hang-seo không cần AFF Cup 2020 để chứng tỏ mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng với tuyển Việt Nam đã dự giải với mục tiêu là bảo vệ ngôi vương, tái khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á sau 4 tháng thất bại ở đấu trường châu Á. Với những cổ động viên chờ đợi Tiến Linh cùng với đồng đội sẽ thắng đậm đội tuyển Lào để xả giận thì 90 phút ở trên sân Bisam xem ra là chưa đủ để mãn nhãn. Tuyển Việt Nam chưa bộc lộ nhiều bài miếng tấn công đặc sắc, đâu đó vẫn còn sai số ở trong phòng ngự. Các cầu thủ có đôi chút nóng vội thể hiện ở 9 lần phạm lỗi nhiều gấp 3 so với đội tuyển Lào và cú đá phạt đền hỏng ăn của Văn Thanh. Thắng nhưng chưa đã là tâm trạng chung của người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan, nhất là khi mà hai đội gặp những đối thủ yếu nhất bảng. Về lý thuyết thì các trận đấu tiếp theo sẽ là khó khăn hơn. Nhưng với nguồn lực mạnh, Thái Lan lẫn Việt Nam vẫn có thể chơi tốt hơn nữa khi cả hai thực sự nóng máy. Huấn luyện viên Mano Poking vẫn chưa có được Chanathip và Therathon ở trong trận gặp Timor-Leste. Tương tự là huấn luyện viên Park Hang-seo còn Minh Vương và Văn Toàn chưa khai thác hết tiềm năng. Ở trận gặp đội tuyển Lào, ông Park cũng chỉ dùng một nửa đội hình chính. Đội bóng vô địch có thể không cần bùng nổ lúc đầu, thế nhưng hoàn thiện dần và sẽ lừ lừ tiến về đích giống như là một chiếc xe tăng. Tại AFF Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo giấu bài rất tốt khi mà đội tuyển Việt Nam chỉ ghi có 5 bàn sau 3 trận đầu, sau đó thì lầm lũi tiến lên ngôi vương. Ngược lại thì Thái Lan bung sức với 15 bàn ở vòng bảng để rồi mắc sai lầm trước Malaysia ở bán kết. Những đội tuyển mạnh sẽ thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, một cách hiệu quả. Khán giả đang chờ đợi điều đó ở đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở những trận đấu sắp tới tại AFF Cup 2020. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.